Kênh Nguyễn Bính chào mọi người. Mai vàng nở rực rỡ nha các bạn nhé. Hiện tượng thời tiết này làm cho bà con kinh doanh hoa này ít nhiều bị thiệt hại về kinh tế. Đây là mai vàng một góc chợ Xuân. Rất tiếc bông hoa đã nở vào ngày 24 Tết, không thể hãm hơn được. Thật tiếc. Mai vàng đã nở rộ, nhưng cây này chỉ ngày 1, ngày 2 cũng tung tóe hết, bởi cái nụ nó tương đối lớn rồi. Đó, sắp tẻ. Rất tiếc. Bà con kinh doanh như thế này là sẽ kém đây. Số bên này là coi như vậy là như thế này là thiệt hại rất lớn. Chợ Tết. Rất tiếc. Này nụ như thế này cơ mà, nhiều nụ như thế này cơ mà. Cái này hôm nay mà là khoảng độ 28 Tết thì tốt. Thì 29 bắt đầu nở. Mùng 1, mùng 2 bắt đầu bung bét. Thì tuyệt vời. Số cây nở hơi sớm nhỉ, hơi tiếc nhỉ. Nay nó vào độ khoảng độ 28 rồi. 28 thì đẹp. 27 cũng được. Sớm mất 4 ngày. Tiếc. Chứ bây giờ thời tiết như thế này mà sao mình chỉ có là mấy bữa vừa rồi mà hơi tiếc. Nhỉ. Ai biết mà vẫn báo là ấy chứ, vẫn báo là gì? Ôi giời. Cái gì cơ? Cháy gì cơ? Cháy chỗ đó là cháy chứ ngay đây là không có chuyện ấy được, đúng không? Cháy gì rồi? Cây này nụ chứ. Tiếc, vừa tâm sự với ông bạn kinh doanh hoa. Mất món tiền. Hoa xuân rực rỡ. Mà sao đây chưa thấy mai tím nhỉ? Dạ không có. À đây à? Sư, sang năm sưu tầm mai xín tím. Không, mà tím lần có. Ôi trời, đây. Tôi trong Đà Lạt đây mà. Tí nữa tôi cho xem ảnh. Tôi nhà mua hai cây. Cái gốc nó bác. Không có tím mà tím nó không có đọc. Trong danh sách mai vàng của anh chơi. Anh vào cái danh sách rồi, mai vàng anh dân. Mai tím là mai sau này chất lượng trên này thôi, nó còn nó là mà thì là mới mà. Nhưng mà nó không có chỗ mai vàng. Ôi trời ơi, nó nòi lắm. Bây giờ nó lại đang chuộng đó. Nhưng nó ít nữa, cho nên là nó hơi mắc. Nó sao thành mai? Mai leo. Hơi tiếc trong chủ vườn này vì nắng lên.
mai đó mọi người. Khu vực này là góc vườn mai nhé, các loại mai vàng. Nào là tín đồ của Mai hãy đến đây nha. Cây này có giá khoảng độ 3 đến 5 triệu các bạn nhé. 5 triệu, như cây này khoảng 5 triệu. Cây này nếu bình thường ra cũng vậy, nhưng mà vì nó nở như thế này thì nó mất giá đi nhiều, rất nhiều. Kênh Nguyễn Bính, xin các bạn hãy cho một like và đừng quên đăng ký kênh của Nguyễn Bính.